Và bây giờ một câu thơ rất là đặc biệt. Câu thơ này là ông xã Lê Thị Dần, không biết là lấy ở đâu ra, gửi vào cho Lê Thị Dần nhân ngày 20 tháng 10. Trời ơi, đọc cho mọi người nghe nhá, vừa đều lắm á, chứ không phải thường. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm, hay làm, có đàn gì đường để dẫn ta đưa lối. La la la, tôi đã quên không nhớ tới. Đây thì thật không, cái bài này thuộc cô đấy câu rồi. Nhưng hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, một ngày rất là đặc biệt đối với chị em phụ nữ chúng ta. Lê Thị Dần muốn tặng cho tất cả các bà, các mẹ, các cô, các chị, các em, các cháu một bài thơ bằng tiếng Mường. Đó. Bởi vì lâu nay mọi người cứ bảo Lê Thị Dần dân tộc Mường mà không biết nói tiếng Mường. Sai. Hôm nay Lê Thị Dần đọc hẳn bằng thơ nhé cả nhà nhá. Và hôm nay là ngày phụ nữ, Lê Thị Dần mặc một quả váy, nó gọi là, đây là váy Mường cách tân nhé cả nhà nhá. Đó. Mọi người thấy không? Đẹp chưa? Có được không? Xoay một vòng này. Wow! Tạo dáng. Ngoài mái chưa? Ngoài mái là đẹp gái chưa đấy? Tiếng Mường là ngoài mái chứ. Được không cả nhà? Rồi, bây giờ Lê Thị Dần ngồi xuống để đọc. Hôm nay là ngày phụ nữ mà ta phải đẹp đúng không? Đẹp cho chồng mê, chồng mới thương, mới tặng hoa, tặng quà được chứ. Rồi, bây giờ đọc thơ này. Say ôm nhiễu hoa, giò tấn tấy quá. Phải lo việc nhá, ăn đi rộng xa. Ăn đi là ăn đi chơi xa đó, rộng xa là đi chơi xa đấy. Ăn on thả ga, xiến trăng phải trả. Là ta cứ ăn uống thả ga là tiền ta không phải trả, là có người khác bao rồi, đúng không? Tiếp tục. Chúc các ca bán ngày mốt oai mái, có nhiều trái pam như củi pam xăng, như xăng, như củi pam xăng, như xăng pam lưới, là như răng bám cái lợi mình đấy. Như trời pam mây, như trời bám mây, như cây pam tật, là như cây bám cái đất, đất đất đấy, đúng không? Như như pi tật pam mà pam 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 chân chó. Đây là bám cái chân chó mình như này, là như cái đôi tất bám bám chân chó đấy. Được chưa? Rồi tiếp tục. Dù thất bái hay thành công, dù lông bông hay tàng mẫn viết, dù thất nghiệp hay làm hay tàng xin việc, dù thất nghiệp hay là đang tìm việc đấy. Thang ti ăn tiếc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù tăng khăn, dù tăng khăn té hay chưa có xôn, dù có dù có là giống hay là xôn, thang pia ôm hay là chả đạ, trẻ chung như heo chửa, bốc lửa như heo hơi, chiếu chơi như heo mạ heo nai, hăng hai như heo xoăn. Thì là cái này là chịu chơi là như con heo nái, mà hăng hái thì như con heo xoăn đấy cả nhà. Đó, tiếp tục này. Dù chất như heo xịt, chúc các tím ý thôi. Chúc các un ý u mấy ơi, vì tay mình biết rồi mà trên này nó còn biết sai đấy. Chúc các un ý là chúc các chị các em đấy. Vui như chim sẻ, nóng nóng lắng như như đái bán, dấu sang như chim phúng, làm lúng như chim trâu,
khổng lồ như chim đà điểu. À, có nghĩa là chúc chị em là chúng ta là sống lâu như chim đại bàng, giàu sang như chim phụng, mà làm lụng như chim sâu, mà sống lâu như chim đà điểu đấy. Đấy, tiếp tục. Chúc các bạn, chúc các bạn nữ hay ăn mau béo, là hay ăn mau béo đấy. À, chiến yếu như kẹo, tính chặt như keo, là tình chặt như keo đấy. À, dẻo dai như méo, dai như con mèo đấy. Mịn màng trắng trèo, là mịn màng trắng trèo. Sức khỏe như con heo, sức khỏe như con heo. Rồi tiếp tục đến cái câu khác. Phụ nữ nét oai diễu hiến, tề ai xương nhớ chiến miên khẳng ngày. Phụ nữ nét đẹp thơ ngây, tề ai sao xuyên ngất ngây còi lóng. Phụ nữ nét đẹp thủy chung, tề ai mong muốn miệng chung một nhã. Phụ nữ nét đẹp sạch sẽ, tề ai phải lắng mắn má mắn má bệt phô. Bài thơ mừng 20 tháng 10 cả nhà nghe hay không? Đấy, tiếp tục. Trời ơi, đây chị Dần đọc. Cái thằng quay mì mắt ngồi ở ngoài, hắn cười làm mình cũng cười theo. Chẳng kìm sợ người ta đọc. Hay nhờ, bài thơ của người ta mà cứ cười như thế, đọc làm sao? Bả chết cái thằng quay phim đấy. Cứ cười người ta. Tiếp tục này. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam ha. Là nhân ngày phụ nữ Việt Nam ta đấy. Có mấy bấn thơ đọc ít quá. Chúc chúc ơi môi hồng ngoài mái, ngoài mai nở mừng ùn má tỏ môi son nữa, tình yêu thâm thiết hoa đơn nữ hạnh phúc đong đầy vẫn đỏ hoa, sự nghiệp công danh tiêu đủ cả. Vui tươi cứ thế mãi trăng giá. Đấy là vui tươi cứ thế, cái trẻ mãi là không già đấy. Vui tươi trẻ mãi không già đấy. Đấy mọi người thấy tuyệt vời không? Tiếp tục lại, đang còn nữa dài lắm. Mọi người tôi lắng nghe. Thế là nãy giờ mà mọi người nghe Lê Thị Dần đọc tiếng mường tuyệt vời không? Tuy rằng là Lê Thị Dần chưa thạo tiếng mường mấy, nhưng mà đang còn ú ớ đó, có gì là người dân tộc của ta là bỏ qua nơ, bỏ qua cho em nơ, cho ngay à. Rồi, và bây giờ Lê Thị Dần sẽ đọc bằng tiếng tiếng Kinh để cho mọi người nghe nhá. Tiếp tục. Tay ôm nhiều hoa, giỏ đựng đầy quà, khỏi lo việc nhà, được đi chơi xa, ăn uống thả ga, tiền không phải trả. Chúc các bạn ngày một xinh đẹp, thêm nhiều trai bám, như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như biết đất bám bàn chân. Tuyệt vời không? Rồi tiếp tục. Chúc tất cả các chị em vui như chim sẻ, khỏe như chim đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như chim đà điểu. Tiếp tục. Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù thất nghiệp hay đang tìm việc, đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, đang bia ôm hay trà đá, hút thuốc lá hay là không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karaoke, dù đi xe hay đi bộ, 20 tháng 10 vui vẻ khỏe đẹp. Đã đẹp chỗ nào cũng đẹp, đã to chỗ nào cũng to, chỗ nào nhỏ thì chỗ nào cũng nhỏ. Trẻ trung như hoa sữa, bốc lửa như hoa
bốc lửa như heo hơi, chịu chơi như heo nái, hăng hái như heo con, sắc son như heo đất. Đủ chất như heo thịt. Chúc các chị em vui như chim sẻ, khỏe như chim đại bàng. Rồi, cái đó đọc rồi, tiếp tục. Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, kiên cường bất khuất, chơi gì cũng phất, từ trứng tới vàng. Nhiều chị chơi ngang, gặm thêm tí đất đấy. Chiều về tươm tắt cơm nước đâu rồi, sáng sau cười giòn, đêm qua có thưởng, đúng không? Ta tươm tất việc nhà, cái ngày hôm nay của mình thì ta cứ chơi, nhưng mà vẫn phải lo việc nhà cho con, cho chồng, thì tới sẽ có thưởng. Chị em nhớ đấy, chị dần dạy như thế nha. Tiếp tục. Em uống gì anh pha, chợ gần hay chợ xa, anh lần ra được hết. Món em yêu anh biết, em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem, anh nhặt rau vo gạo. Trời ơi, tình cảm chưa? Em ung dung đọc báo, anh tay nấu tay xào. Trời ơi, tuyệt vời không? Anh tự làm không sao, đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ, đưa anh khâu lại dùng. Trời ơi, bây giờ máy khâu thiếu gì đâu. Nhưng mà khâu bằng tay đấy là tuyệt vời đấy. Rồi. Và bây giờ một câu thơ rất là đặc biệt. Câu thơ này là ông xã Lê Thị Dần, không biết là lấy ở đâu ra, gửi vào cho Lê Thị Dần nhân ngày 20 tháng 10. Trời ơi, đọc cho mọi người nghe nhá. Vừa đều lắm á, chứ không phải thường, nghe rất là sâu sắc. Nên chị em ta phải nghe cho kỹ nhé. Bây giờ đọc này. Nho anh mua cả chùm. Trời ơi, chùm nho nữa thì tuyệt vời rồi. Buồn mồm em cứ nếm. Trời ơi, nó nói cái câu này nó muốn chỉ thị một cái vấn đề gì đấy chị em ạ, đúng không? Nho anh mua cả chùm, buồn mồm em cứ nếm. Nghi ngờ câu này lắm đó. Bạn gái em mà đến, cứ vô tư chuyện trò. Đấy. Anh tắm cho thằng cu, rồi anh ru nó ngủ. Thằng cha này mắt dậy. Màn hình bao cầu thủ nghe em hét vào rồi. Chưa nghe là nghe câu này là biết là nó xóa chị em mình rồi nhá. Nó nói về một vấn đề khác nhưng mà nó giống như đố thô giảng thanh đấy cả nhà. Trời ơi, em đọc là em biết liền. Bây giờ em mới đọc lần đầu tiên đây này mà em biết liền cái câu thơ này, nó đẻo lắm đấy. Cả nhà biết không, cái bài thơ trên em vừa đọc vừa rồi ấy, mà ý là bao nhiêu cầu thủ bóng đá đấy, rồi nó nói là chùm nho mà nó tặng cả chùm, mà lúc nào em mỏi miệng thì em cứ chơi đấy. Đó, thằng chồng em mắt gửi cho em nó mắt dạy chưa. Nên là em đọc lên đây để em tặng cho cả nhà đó, cái bài thơ đó đó. Rồi tiếp tục, bài thứ hai của thằng chồng em gửi cho em ở đây này. Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Trời ơi, đúng là miên man chưa. Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được, vì nơi đó đã thuộc về em rồi. Chị chưa? Lãng mạn ghê chưa? Chúc em một ngày 20 tháng 10 thật hạnh phúc. Trời ơi. Đó, câu thơ này hay và ý nghĩa đúng không? Còn cái câu thơ trên á, rất đẻo. Một câu đẻo, một câu hay đấy cả nhà nhá. Đó. Rồi, thôi, thơ của mình tới đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nhớ chia sẻ cho Lê Thị Dần nhá. Hôm sau sẽ có nhiều bài thơ tặng mọi người nữa. Chào cả nhà.